Mời Mai Hương nhá. Một năm không gặp, em vẫn xinh như ngày nào. Em có bí quyết gì mà cho nó bớt xinh đi không em? Rời xa anh này. Hương cạnh đấy mà. Rời xa anh bớt xinh. Xin chào các bạn. Đây là một cái clip đầu tiên nhất của năm Canh Tí mà mình ghi hình được các bạn. Đầu tiên vào cái video này mình xin gửi lời chúc tất cả các bạn sức khỏe và sang năm mới đạt được mọi sự như ý các bạn nhé. Và mình đang ghi hình có mặt tại một cái lễ hội của đồng bào người Hơ Mông các bạn. Đó là một cái lễ hội Gầu Tàu. Thì cái lễ hội này thì thường sẽ diễn ra vào từ mùng 3 đến mùng 6 âm lịch các bạn nhé. Và lễ hội này thì nó cũng giống như tất cả các lễ hội khác của các bạn, đó là mùa xuân thì có những cái mà người ta đi cầu phúc, cầu lộc, cầu may đấy các bạn. Và đồng bào Hơ Mông mình cũng có cái lễ hội này. Và xuyên suốt cái lễ hội này còn có những cái cặp đôi nam nữ người ta đi chơi xuân đón Tết đấy các bạn. Và theo như ngày trước thì người ta còn có cái qua cái lễ hội này thì người ta có cái phong tục là kéo vợ, bắt vợ đấy các bạn. Còn hiện tại thì người ta đi du xuân đón Tết và thưởng thức những cái phong tục tập quán, hát giao duyên chẳng hạn. Và ăn những cái món của đồng bào người dân tộc của mình. Rất là đông các bạn, mình đang đứng ở giữa khu vực dưới này nên ghi hình các bạn không hình dung ra. Mình sẽ cho file flycam vào để mình chèn chèn các bạn hình dung ra nhé. Và sẽ có những cái hình ảnh mà mình sẽ ghi hình được ở đây thì mình sẽ chèn vào. Đương nhiên là sẽ có những cái đặc sản này. Và có cái sắc thái thổ cẩm của mọi người, người ta đi du xuân đón Tết và đi cái lễ hội này các bạn. Thì cái lễ hội này nó diễn ra như 3 ngày như mình nói ấy. Năm nào cũng thế nha các bạn nha, từ mùng 3 đến mùng 5. 3 4 5, 3 ngày liên tục. Và đấy gọi là lễ hội Gầu Tàu các bạn. Hay một số nơi người ta gọi là lễ hội Xây Sán nữa, cũng chính là cái lễ hội này. Rồi, mình sẽ đi sâu vào trong nhá. Và mình sẽ chèn file và cam cho các bạn để hình dung là cái lễ hội nó diễn ra ở khung cảnh như nào. Và trước mặt các bạn đây là những cái dãy núi đá đó. Dân người ta sẽ ở trên những cái triền đồi như này các bạn. Đó. Thời tiết thì lạnh lắm, mình đi từ sáng giờ mới lên đây. Thì chính những cái mà cặp đôi người ta gặp nhau mà lứa tuổi khoảng độ 14-15 tuổi thôi thì người ta gặp nhau từ những cái lễ hội này và hoặc là từ những cái chợ phiên các bạn. Thì người ta sẽ thành đôi và yêu nhau đó, xong là sẽ cưới. Đồng bào trên mình thì cưới nhau khá là sớm các bạn. Khoảng độ 14 tuổi thì các bạn đã yêu nhau rồi. Và đến năm 18 thì khả năng là cũng có em bé rồi. Ví dụ như các bạn này chừng nhỏ nhỏ này đâu. Đó. Một đôi nhỏ nhỏ như này các bạn. Mình đang quay ở khu vực này là khu vực ẩm thực. Khu vực ẩm thực thì chốc nữa thì mình sẽ đi vào chi tiết ăn một món nào đi. Bây giờ thì mình sẽ đi quay lướt qua cái lễ hội người ta đi chơi đã. Và xem nếu như mà gặp được bạn nào thân thiện nói chuyện được thì mình sẽ trao đổi nói chuyện các bạn nhé. Đây nó vốn dĩ là một cái thung lũng các bạn. Thì người ta múc ra, người ta san đất ấy. Thế nên là vẫn còn có những cái rãnh khá là to. Đây mọi người đang ngồi chơi Tết. Nói chung là lạnh lắm các bạn. Thời tiết hiện tại nếu như không mặc áo ấm là rét run cầm cập luôn. Và nó rơi khoảng độ 8 đến 9 độ. Đây mọi người đang chơi Tết đón xuân rất là vui. Bạn nữ đây. Những cái bộ váy như này là các bạn là bộ váy truyền thống các bạn nhé. Và dệt bằng tay ấy. Bằng tay hết. Và khá là đắt tiền nên nó rơi khoảng độ 2 triệu rưỡi đến 4 triệu một bộ. Ví dụ như bạn này. Khá là lạnh nên là mình
ho các bạn. Rồi mình sẽ sang bên kia đi, đang cùng các bạn là gái này đi. Các bạn gái này thì không mặc bộ truyền thống, họ mặc những bộ hiện đại bây giờ. Đó, ví dụ như các bạn này, này. Đây là một bộ truyền thống đấy các bạn. Lạnh lắm luôn đấy. Một cái rất là hay nữa ở cái lễ hội này là người ta ăn mía các bạn. Và mía bán được rất nhiều. Và có những cái gian hàng ăn quà nữa các bạn. Cái gian hàng ăn quà là lúc sau đi. Lúc sau mình sẽ vào. Và có những cái đặc sản địa phương thì mình sẽ vào giới thiệu sau các bạn nhé. Cho các bạn xem người và cũng như thỏa chí tò mò cùng mình đã. Xem người đó các bạn. Ví dụ đây, như các bạn gái ở đây. Cô ạ. Mình đang đến gần một cái sân khấu mà người ta sẽ diễn ra những cái văn nghệ các bạn. Những cái mà người ta sẽ hát và múa. Thì mình sẽ quay mọi người trước đã. Lúc sau sẽ quay trên sân khấu các bạn nhé. Mọi người đang ngồi ở đây xem các tiết mục văn nghệ. Có thể là mình sẽ gặp một bạn nào xinh xinh mà thấy thân thiện nói chuyện được với mình thì mình sẽ nói chuyện nhé. Nói chung là khá là ồn ào. Rất khó luôn. Thank you.
Ở đây người ta tổ chức những cái trò chơi, ví dụ ném như cái này để lấy, nếu mà ném đổ thì lấy những cái chai này các bạn. Mình sẽ đi xa xa cái khỏi cái sân khấu đi, xem có bạn nữ nào thân thiện thì mình nói chuyện cùng. Mình xin nói nhá, cơ bản là mọi người đều rất là lạnh các bạn, thì người ta sẽ khoác thêm một cái áo ấm bên ngoài nữa và thêm cái khẩu trang, thế nên là cũng rất là khó để tiếp xúc nói chuyện. Mặc dù giờ điểm này là thời điểm gần 12 giờ trưa các bạn. Bên kia là rất là nhiều các thiếu nữ đang chụp ảnh. Các bạn nhìn thấy cái cánh, đây nó như một cái cánh đồng các bạn. Thì người ta san gạt ra và tổ chức cái lễ hội tại đây luôn. Hướng này các bạn xem này, nó như một cái thảo nguyên ấy, cỏ để xanh ngượt. Rất là nhiều các cô, các chú và nhiều các cô gái xinh các bạn, những thiếu nữ xinh. Nhưng mà cơ bản thì mình không quen một ai hết. Có những bạn mình quen từ năm ngoái rồi, mình sẽ mời một bạn ấy năm ngoái đi cùng mình. Và có thể là sẽ đi giới thiệu một người một chút về ẩm thực các bạn. Còn lễ hội này thì mình quay người đến chơi đến đây rồi các bạn. Cơ bản là mình cũng ngại tiếp xúc, mọi người cũng lạnh ấy. Người ta đi có đôi có cặp với các bạn. Và nói thẳng ra là mình tán gái kém đi.
Thế nên là vẫn chưa bắt chuyện được bạn nào hết. À, hướng này có ba bạn rất xinh này. Mình sẽ hướng ông quay cho mọi người đi. Giữa rất là nhiều người thì các bạn có thể nhìn ra luôn người quen của mình không? Mình thì nhìn ra ở đây. Mình vừa nhìn ra ở đây. Chào em. Đây à, con cháu gái à? Ờ rồi. Đi cho cả cháu đi chơi. Cháu gái hay là con gái hả em? Con gái đúng không? Thế là thế thì mời em và con gái em đi chơi nhỉ? À rồi, con ngoan không? Tên gì? Đi, ta đi ăn một cái gì đi em. Từ sáng giờ anh cũng chưa ăn cái gì cả. Thế anh bảo đi ăn thang cố á. Ừ, đi ăn thang cố đi. Có thang cố nào. Ừ, đi. Em dẫn đi trước đi, cái quán nào quen, người quen của mình thì càng tốt. Hương đoán xem như bạn này là có chồng chưa? Có chồng rồi đúng không? Và mặc bộ này, váy này đẹp thật đấy. Mình chỉ quay đằng sau. Mình thử hỏi bộ bạn này, bộ quần áo này. Em biết không? Em có biết bạn này không? Thế à? Em ơi. Em ơi, anh xin hỏi nhờ tí. Cái bộ em đang mặc cái này là bao nhiêu tiền em? 1.6 triệu à? Lung linh quá nhỉ. Nó có nặng không em? Như cái mũ của em nó có nặng không? À, chứ không phải là bạc đâu đúng không? Anh tưởng là bạc chứ. Mình chỉ hỏi chơi được thôi. Khả năng là đấy là con gái của bạn ấy. Mình sẽ ghi hình một chút cái khu ẩm thực các bạn nhé. Đó là những cái đồ ăn như thế này các bạn. Và mọi người đang chiên đây. Đó là những con chim cút các bạn. Và những cái cánh gà này. Chúng ta sẽ chiên dầu các bạn nhé. Hoặc mọi người ngồi xung quanh rất là đông để ăn đấy. Và mình sẽ tìm một quán nào đấy các bạn để ăn. Các bạn mọi người cũng khá là đông luôn các bạn. Ví dụ như đây là một đôi nam nữ các bạn này. Bạn bán thằng cố xinh thế. Bán mình một bát thằng cố. Đấy bạn, đây một chủ quán mình nói trêu trêu thôi. Và đây chính là cái nồi thằng cố mà mình đi tìm đấy. Nó khá là ngược sáng, mình chỉ ghi hình được đây thôi. Và đây chính là cái chảo thằng cố. Thằng cố thì làm từ ngựa các bạn. Thịt ngựa và lòng ngựa. Tất cả mọi thứ. Ví dụ như đây. Mọi người đang ăn. Thằng cố này nó sẽ như này các bạn.
thì toàn bộ của con ngựa thì người ta sẽ nấu các bạn nhé. Cái này thì mình tin chắc là nấu từ sáng sớm rồi. Và đây là toàn bộ con ngựa và có những cái gia vị đi kèm. Các bạn nhìn thế này thôi nhưng mà nhiều thịt ngon lắm các bạn. Các bạn lên vùng núi thì nên ăn một lần để biết các bạn. Ví dụ như bát của bọn mình đây. Ví dụ như bát của bọn mình đây thì mình đã gọi đây. Mạnh thì co do từ sáng sớm đến giờ rồi các bạn. Đó, một bát thằng cố ơi. Bạn thấy khói nghi ngút đây. Đấy các bạn, bọn mình đã chia ra rồi 4 chén rượu. Hôm nay bạn Hương là bạn chủ nhà, thế bạn đánh bắt chồng ấy, thế nên là lấy rượu ra chài đây. Đúng không? Rồi chứ, 50 gái nhá. Cho anh xin chén nào. Đây các bạn, đây là mấy cái bạn mà ngày hôm nay bọn mình mời Mai Hương nhá. Một năm không gặp, em vẫn xinh như ngày nào. Em có bí quyết gì mà cho nó bớt xinh đi không em? Rời xa anh đấy. Nhường cảnh cái nào. Rời xa anh bớt xinh. Em đi nào, mới nha, sức khỏe nha. Chúc mừng năm mới em nhá. Cảm ơn em đã mời bọn anh đến cái quán này để ăn thưởng thức vậy. Tay hơi mềm. Ok, em ơi chia bài đi. Cái này ăn như thế nào em? Đúng rồi. Em là chủ nhà, em chia mọi người em nào. Bạn, cái món thằng cố này là một trong những cái món khá là đặc sản các bạn. Nói về đến đồng bào người Hơ Mông mình thì món thằng cố là món... đặc sản bậc nhất luôn các bạn. Lúc sau nữa thì để nhắc đến nữa thì là chính là cái món mèn mén. Ngoài ra thì có cái khâu nhục nữa em nhỉ? Khẩu nhục. Đó là một trong những cái ẩm thực của đồng bào người Mông ở trên này. Khẩu nhục thì mình rất là nhiều lần muốn giới thiệu nhưng mà khó các bạn. Hôm nay thì giới thiệu cái món này thôi. Đó chính là thằng Cố và bạn Mai Hương. Ok, bọn mình sẽ cất đi. Cất máy các bạn nhé. Thấy bạn ấy ngượng ngùng lắm. Ok các bạn, Mạnh đang mon men lại gần bạn này các bạn. Sau khi bọn mình ngồi ăn thằng Cố và nói chuyện khá là vui. Nói chung là mình chỉ ghi hình chơi một chút thôi. Xong rồi bọn mình sẽ kết thúc cái clip này ở đây các bạn. Một clip mà mình ghi hình tại lễ hội Gầu Tàu và diễn ra tại xã Cán Cấu của huyện Simacai các bạn. Nói chung là nhiều bạn nữ xinh lắm. Nhưng mà đối với độ tuổi này của mình và ngày hôm nay thì mình nói chung là già rồi, lười tán gái các bạn, tán gái kém. Và nhường hết sân khấu cho các bạn trẻ. Mai Hương anh về này. Ôi chào anh. Thì nhé, em nói thật lòng mình có yêu anh không? Em không yêu anh đâu. Em không yêu anh đâu gì? À để anh còn biết, tương tư mấy năm liền rồi ạ. Anh còn về đồng bằng chứ em giữ anh ở núi làm gì? Đấy. Mình bây giờ là lười tán gái các bạn, nói chuyện ngửa bài luôn. Nói chung là Mai Hương là bạn của bọn mình các bạn nhé. Bạn lâu lâu rồi mình nói trêu thôi các bạn. À mình xin kết thúc cái clip tại đây các bạn. Một cái lễ hội mình quay ở đây thôi. Và ngày mai ngày kia nữa thì mình sẽ quay lại cái lễ hội khác nữa. Và có gì hay nữa mình sẽ chuyển tải lên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nói chung là có chút rượu rồi, thế nên là cũng hơi ngập ngừng.